Sáng ngày 10 tháng 8, Bộ Y tế cho biết có 5.149 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 22 địa phương khác. Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 75.924 ca đã khỏi bệnh. Cụ thể, tính từ 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 đến 6 giờ ngày 10 tháng 8, ghi nhận 5.149 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 5.144 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.490, Bình Dương 1.325, Đồng Nai 354, Long An 313, Bà Rịa Vũng Tàu 109, Tây Ninh 102, Tiền Giang 100, Bến Tre 58, An Giang 53, Vĩnh Long 52, Sóc Trăng 43, Ninh Thuận 32, Kiên Giang 26, Cần Thơ 23, Đắk Lắk 19, Phú Yên 13, Đồng Tháp 13, Hậu Giang 8, Gia Lai 6, Cà Mau 2, Hải Dương 1, Bạc Liêu 1, Hà Nội 1, trong đó có 662 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến sáng ngày 10 tháng 8, Việt Nam có 224.894 ca nhiễm, trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 222.527 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 220.957 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới và 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Tổng số ca được điều trị khỏi là 75.920 ca. Trong ngày có 599.941 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.987.587 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều.